Hello, xin chào tất cả các bạn. Cách đây cũng gần một tuần rồi, hôm nay Ngoan mới livestream trở lại nha. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Ngoan trở lại sẽ giải đáp thắc mắc cho rất là nhiều chị em phụ nữ cũng hỏi Ngoan, đó là uống dị hoa nghệ tây thì bao lâu thì sẽ giúp cho da đẹp, sáng da. Thì thường thì Ngoan biết là các chị em phụ nữ của chúng ta thì rất là thích cái việc mà sử dụng một loại sản phẩm nào đó hiệu quả nhanh. Và đặc biệt các bạn hay dùng, Quan thường thấy là nhiều chị em phụ nữ của chúng ta hay dùng các loại kem á, những loại mỹ phẩm mà giúp thích là trong vòng một vài ngày da sẽ trắng sáng này kia lên. Và thường thì Quan thấy các chị em cũng hay dùng những loại kem trộn á, những loại kem mà chứa nhiều corticoid đó, nó sẽ giúp nó làm da của chúng ta tuy là nó trắng sáng rất là nhanh, tuy nhiên nó sẽ xuống cũng rất là nhanh luôn, nó sẽ làm da của chúng ta nói chung là nó khi mà nó xuống rồi nó hủy hoại làn da của chúng ta rất là khủng khiếp luôn. Và Ngoan biết điều đó nên Ngoan đã chọn cái sản phẩm là dị hoa nghệ tây để mà Ngoan giúp chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Và sau này nếu mà nó sẽ giúp cho các bạn là trắng hoặc là đẹp da một cách từ bên trong nha các bạn. Và khi phụ nữ của chúng ta từ 25 tuổi trở về sau thì cái nội tiết tố bên trong của chúng ta nó sẽ bị giảm, bất kỳ người phụ nữ nào cũng bị tình trạng như vậy hết. Tuy nhiên nếu chúng ta biết cách chăm sóc từ bên trong thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện rất là nhiều, bởi vì cái lượng nội tiết tố bên trong của phụ nữ chúng ta bị suy giảm cho quá trình là tuổi tác kìa, hoặc là các bạn sinh con, trong quá trình sinh con cũng sẽ giảm nữa nó. Và vì vậy thì chúng ta nên bổ sung cái lượng, thường các bạn cũng hay nói là bổ sung collagen này kia đó để giúp cho da của chúng ta đẹp này kia ha. Hoặc là còn Ngoan thì đối với Ngoan thì Ngoan sẽ bổ sung dị hoa nghệ tây, bởi vì đây là một loại sản phẩm ta là thảo dược từ bên chăm sóc từ bên trong, không phải thuốc nha các bạn. Và dị hoa nghệ tây thì từ xa xưa lắm rồi thì được rất là nhiều người đẹp, nữ hoàng, hoàng hậu này kia sử dụng dị hoa nghệ tây á, thì để mà giúp đẹp da rất là lâu đời rồi, thì các bạn cứ yên tâm về cái mặt là về công dụng của nó. Tuy nhiên các chị em nên biết là những cái sản phẩm mà khi chúng ta chăm sóc từ bên trong thì nó sẽ có một thời gian, một quá trình nha, các bạn phải thật kiên trì. Thì Quan cũng trả lời luôn cho các bạn, thì khách quan thì cũng có người là khoảng 1 tháng, hoặc là 3 tháng, 2 tháng, hoặc là 4 tháng cũng có, 8 tháng cũng có, tùy vào cái tình trạng da của các bạn, tùy vào cái mức độ nám hoặc là mức độ da của các bạn mụn nhiều hoặc ít, và tùy vào cái cơ địa mọi người nữa. Có người thì hấp thụ rất là nhanh, có người thì hấp thụ hơi chậm. Tuy nhiên Quan bảo đảm với các bạn luôn, nếu mà các bạn uống kiên trì thì Quan bảo đảm với các bạn luôn, da của các bạn sẽ đẹp nè. Không những đẹp nữa mà nó sẽ giúp cho các bạn rất là khỏe luôn, có một cơ thể khỏe mạnh luôn, vừa đẹp vừa khỏe từ bên trong, bởi vì nó đã có lâu đời rồi chứ không phải là bây giờ. Và các nước trên thế giới đã sử dụng rất là nhiều luôn, và các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Còn đối với các bạn mà muốn sử dụng nhanh á, thì cái này nó sẽ không nhanh những loại mỹ phẩm khác nha các bạn, nó sẽ từ từ. Tuy nhiên nó đẹp rất là bền vững luôn, đẹp rất là bền vững cho các bạn luôn, vừa đẹp mà vừa khỏe, bền vững từ bên trong. Đây là một cái hướng mà phụ nữ hiện đại của chúng ta đã chọn, đã đang đi theo cái hướng này nè các bạn. Chúng ta chăm sóc từ bên trong của chúng ta nó. Và nếu mà đối với những người nám á, thì thường thì các bạn phải bổ sung từ bên trong và bên ngoài nữa, bởi vì yếu tố bên trong nó sẽ cũng làm da của chúng ta bị nám. Và yếu tố bên ngoài đó là về ánh sáng nè, về bụi bẩm, rất là nhiều thứ. Và vì vậy chúng ta cũng phải chăm sóc từ bên trong, đó là các bạn nên là dùng kem chống nắng, để chúng ta thoa kem chống nắng để là giúp nó cản lại ánh sáng đó, nó sẽ chiếu vào các tia UV này kia, nó sẽ làm da của chúng ta bị lão hóa và bị sạm nám tàn nhang đó. Nó và để chúng ta tốt hơn nữa, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn nên dùng kem chống nắng hàng ngày nha, để bảo vệ từ bên ngoài và chúng ta bổ sung thêm cái này từ bên trong. Và Ngoan thì Ngoan hay dùng những hoa nghệ tây với mật ong á, nó giúp về dạ dày nè, về tiêu hóa nè, và nó cũng sẽ giúp đẹp da, ngủ ngon, tăng được sức. Cũng giống như là với dạng sợi thì thường thôi sẽ pha vào bình nước uống hàng ngày. Còn dạng với mật ong thì Ngoan thường uống vào buổi sáng, bởi vì nó sẽ giúp cho Ngoan có tinh thần phấn trắng, tinh thần thoải mái, và giúp cho Ngoan giống như một con
cái nguồn năng lượng rất là tốt để mà Quang làm việc hiệu quả, Quang làm việc hiệu quả hơn nha. Nó ở đây thì Quang có là nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong táo đỏ nè, và Quang có hũ 5 gram, 3 gram này kia, hoặc là thấp nhất là 2 gram. Thì 2 gram thì các bạn chịu phí ship nha. Thì Quang ship ở cái Miri, Seven và tại nhà luôn. Đó, các bạn cứ yên tâm vào đó tới tại nhà thì Quang gửi hôm nay, thì ngày hôm sau các bạn nhận được. Cần Family và Savan thì Quang gửi hôm nay, thì khoảng 2 đến 3 ngày sau các bạn sẽ nhận được nó. Và Quang sẽ giao ở Việt Nam luôn. Nếu các bạn ở Đài Loan á, thì các bạn muốn gửi về Việt Nam thì Quang sẽ không phải Quang ship từ Đài Loan về Việt Nam, mà Quang có đại lý ở Việt Nam. Nói chung là ở đại lý ở Việt Nam và Đài Loan đều có đại lý hết. Các bạn muốn ở Việt Nam muốn gửi về Đài Loan thì Quang sẽ ship rất là nhanh, và ở Đài Loan gửi về Việt Nam thì Quang cũng ship rất là nhanh luôn. Chị chào Hiền nha. Khách đang inbox chị để chị tư vấn, mà chị đang live stream đó, để chị ráng live stream xong rồi chị sẽ tư vấn cho khách luôn nè, khách inbox qua bếp đó. Đó. Và vì vậy các bạn cứ yên tâm về vấn đề mà giao hàng nha, Quang giao hàng rất là nhanh luôn, và Quang có đại lý ở Đài Loan và cả Việt Nam luôn, các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Nó và đối với việc mà sử dụng nhị hoa nghệ tây chăm sóc từ bên trong thì các bạn phải kiên trì nha. Các bạn cứ yên tâm đi, mỗi ngày chúng ta bỏ rất là ít, đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu, mà chúng ta vừa khỏe mà vừa đẹp, nếu mà đẹp bền vững, con đảm bảo luôn các bạn sẽ đẹp. Khi mà các bạn đẹp rồi là các bạn đẹp bền vững, không phải như những loại khác mà chúng ta sử dụng từ bên ngoài đi. Nếu những các bạn muốn trắng nhanh này kia thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng, những các bạn muốn sử dụng từ bên ngoài thì các bạn cũng nên lựa những cái mỹ phẩm mà nó chất lượng. Và ở chỗ Quang thì cái sản phẩm từ bên trong này á, là sản phẩm được nhập khẩu từ Iran rất là chất lượng nha, là Superligin, và có giấy tờ hẳn hoa, giấy tờ đàng hoàng, và được công ty Tây Á nhập khẩu từ Iran và được nhập khẩu bằng đường chính ngạch nha. Khi mà nhập sang Việt Nam thì bên công ty của Quang là sẽ là có giấy tờ được kiểm tra kiểm định rất là nghiêm ngặt, và được đặt hàng riêng bên Tây Á, được Iran họ sẽ đóng gói riêng cho công ty Việt Nam ở Việt Nam, và mang nhãn hiệu Bahrain Saron thì sẽ có hình bông hoa nghệ tây như thế này nè. Đây là hàng chính hãng của Bahrain Saron, đây là một trong những công ty lâu đời. Đúng rồi, Hiền ơi, chị giao ở Việt Nam và cả Đài Loan luôn nha. Nó thì Quang thường Quang sẽ giao ở Việt Nam và Đài Loan, và giao rất là nhanh luôn, và hàng của Quang là bảo đảm luôn nha, hàng chính hãng, mà cho các bạn check mã vạch, mã code. Đây là loại Superligin nên giá nó sẽ khác hơn so với những loại sách tay, những loại trôi nổi nha, các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, bởi vì đây là một loại sản phẩm mà khi các bạn sử dụng vào bên trong chăm sóc sức khỏe thì các bạn nên lựa những loại sản phẩm chất lượng để mà nó đảm bảo cho nó tốt sức khỏe của mình nha. Và các bạn có những vấn đề gì về hoa nghệ tây, hoặc là những vấn đề về ngủ ngon hay là đẹp da, hay tất cả các vấn đề khác để cải thiện, thì các bạn hãy inbox Quang sẽ tận tình tư vấn cho các bạn nha. Và bây giờ Quang chúc cho các bạn là có nhiều sức khỏe, và giúp cho các bạn có những cái làn da đẹp này kia, để chúng ta sống được hạnh phúc hơn, chúng ta có những sức khỏe tốt để chúng ta làm việc tốt hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những live stream khác nha. Bye bye.